Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú hai đại diện cho am trại và kính thưa cùng toàn thể chư quý vị mạnh thường quân kính mến và thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, thì trải qua một thời gian kể như suốt một năm qua chương trình làm thiện nguyện, và trong đó có tất cả tham dự những vị mạnh thường quân để giúp công sức tiền của vào để cho Thành Hậu làm chương trình thiện nguyện này, thì vừa qua Thành Hậu đã hỗ trợ kể như là cúng dường cho những vị ở bên núi Dài Vạn Liên và núi Ngũ Hồ Sơn, tức là núi Dài Năm Giếng đã xong. Thì tiếp theo đây tức là còn lại là bên núi đây là Thiên Cấm Sơn, là một mái nhà của đất nước Việt Nam nhưng mà nó đặc biệt hơn là miền Tây, chiều cao 716 m, và trong đó gọi là một cái núi cấm, tức là cái núi này nó có mang hai cái danh từ thời năm 1802 sau khi Gia Long lên ngôi, và sau đó thì ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đánh đuổi, cuối cùng ông mới ẩn vào trong này, có cái tên thứ nhất là núi cấm, tức là đây là vị vua Gia Long, là vị vua nhà Nguyễn đầu tiên vào đây, cho nên tất cả ta không cho người dân lên đây, núi cấm. Và có cái tên thứ hai là cái núi gấm, tức là ở xa xa mình nhìn về đây chiều cao 716 m, nhìn thấy chiều cao rất là đẹp, giống như một dải gấm dốc, cho nên có cái tên thứ hai là núi gấm. Dạ. Yeah. Nhưng đặc biệt hơn một điều nữa là cái núi này hấp thụ, tại vì khí thiêng liêng sông núi nhiệm màu ung đúc giống anh hùng giang muốn biển, hoặc là sơn bất tại cao hữu tiên tất danh, thủy bất tại thâm hữu long tất linh. Núi không cần cao, nếu mà trên non có tiên là núi có tiếng. Nước không cần sâu, nếu có rồng là nước linh. Vậy thì đất nước Việt Nam chúng ta ở dưới có dòng sông Cửu Long hiền hòa dịu mát, ở trên có dải Thất Sơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, thì nhân một ngày mới, tức là hôm nay là ngày 18 tháng Chạp, cũng gần bước qua năm mới, và Thành Hậu cũng đến đây là cốc của chú Hai Mài, và tọa lạc nơi Thiên Cấm Sơn, là một dãy núi hùng vĩ của đất nước Việt Nam ở trong miền Nam. Đây là chiều cao 716 m, đây một mái nhà của miền Tây Nam Bộ. Thì trải qua hai cái núi cũng như là Ngũ Hồ Sơn và Liên Hoa Sơn, thì Thành Hậu cũng gửi một ít phần quà để trợ duyên cho quý vị tu sĩ, quý vị tu ở trên núi. Và tiếp theo hôm nay là ngày 18 tháng Chạp, là lần thứ ba Thành Hậu đến núi Thiên Cấm Sơn để gửi một ít phần quà, kể như là trợ duyên cúng dường cho quý vị tu trên non núi này. Thì hôm nay phần quà của Thành Hậu tức là vô một bao thư, vô một bao thư quý vị. Và bao thư đó là trị giá 300.000. Thì những nhà mạnh thường quân để gửi giúp cho Thành Hậu, thì một là chị Ngọc Cẩm gửi 1.000.000. Và thứ hai là chị Dung ở quận 2 gửi Thành Hậu 1.000.000. Và anh Trường Giang gửi cho Thành Hậu 2.000.000. Và cô Ngọc Mai gửi Thành Hậu 500.000. Và sau đó thì anh Hoàng ở Long Xuyên gửi Thành Hậu 10.000.000. Tức là tổng cộng hôm nay Thành Hậu mỗi một bao thư gửi cho toàn thể quý vị tu cho non núi này là 300.000 để vui xuân đón Tết. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật Đức Thầy. Kính thưa chú Hai Mài đại diện cho nơi âm trại, cùng kính đến quý vị mạnh thường quân cùng tất cả bà con ở trong đoàn phát quà từ thiện kính mến, cùng kính đến toàn thể quý vị tu sĩ, quý vị đồng đạo gần xa trong miền bãi núi thân mến. Hôm nay vào ngày 18 tháng Chạp âm lịch, chuẩn bị đón một cái mùa xuân năm mới, thì hôm nay chúng tôi cảm kính và rất vui mừng khi mà các mạnh thường quân trong những thời gian qua cũng như hiện giờ đã liên tục phát bồ đề tâm để rồi hướng về miền núi, hướng về nhất là những vị đồng đạo chân tu tâm đạo nơi miền núi này. Thì hôm nay được sự hiện diện của liên kết của anh Tuấn Dũng và anh Thành Hậu, đã vận động kêu gọi bà con mạnh thường quân để góp sức ủng hộ tinh thần cho bà con đồng đạo ở miền núi này. Thì giờ đây để thể hiện qua cái tinh thần dung hòa đạo pháp và
quy tắc trên cái con đường làm bổn phận từ thiện xã hội. Thì nơi đây chúng tôi xin trân trọng trước tiên là kính giới thiệu chú Hai Mài, đại diện cho Âm Trại, anh Tuấn Dũng và anh Thành Hậu, đại diện cho Mạnh Thường Quân, làm cái công tác từ thiện xã hội để góp sức trực tiếp trao tặng tay những phần quà tình thương này đến với bà con tu sĩ ở miền núi này. Thì xin trân trọng giới thiệu với quý vị, mình đây là những vị đại diện, chúng ta cũng khích lệ sách tấn một tràng pháo tay. Trước tiên thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tướng Dũng sẽ có vài lời phát biểu để đại diện cho Mạnh Thường Quân trong cái chương trình của cái buổi cấp phát quà này. Xin trân trọng kính mời. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Tướng Dũng xin ái kính chào tất cả quý cô chú, anh chị em, tu sĩ và cư sĩ ở tại am của chú Hai Mài có mặt trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12 âm lịch, Tướng Dũng có duyên lành để thay mặt hai vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ những phần quà cũng như là 10 cái gạo và một cái mền, và cộng với một thùng mì gói và bao thư để cúng dường cho các vị tu sĩ và cư sĩ. Thì hôm nay cho phép Tướng Dũng xin được đọc danh sách của Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ buổi cúng dường ngày hôm nay. Đó là gia đình của chị Quỳnh Thị Khai ở bên Úc đã hỗ trợ số tiền 22.250.000 để Tướng Dũng mua 500 kg gạo là 6 triệu đồng, cùng với 50 thùng mì là 3 triệu đồng, và cộng với 50 chiếc mền là 3.250.000, và một bao thư của chị gửi cúng dường là 200.000, và cộng với 100.000 của một vị sư huynh gửi cho Tướng Dũng 5 triệu để cúng dường thêm cho mỗi một vị là 100.000 nữa. Thì bao thư cúng dường ngày hôm nay cho mỗi một vị là 300.000. Thì Tướng Dũng xin thay mặt tất cả các cô chú anh chị em tu sĩ cư sĩ ở trên núi Cấm cũng như là cảm ơn đến hai vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ buổi phát quà ngày hôm nay. Dạ, tiếp theo xin mời bạn cư sĩ Thành Hậu có đôi lời gửi đến quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Hai, đại diện cho Am Trại, và kính thưa cùng toàn thể chư quý vị Mạnh Thường Quân kính mến, và thưa toàn thể với cô bác và anh chị em. Thì trải qua một thời gian kể như suốt một năm qua chương trình làm thiện nguyện, và trong đó có tất cả tham dự những vị Mạnh Thường Quân để giúp công sức tiền của vào để cho Thành Hậu làm chương trình thiện nguyện này. Thì vừa qua Thành Hậu đã hỗ trợ kể như là cúng dường cho những vị ở bên núi Dài Vạn Liên và núi Ngũ Hồ Sơn, tức là núi Dài Năm Giếng đã xong. Thì tiếp theo đây tức là còn lại là bên núi đây là Thiên Cấm Sơn, là một mái nhà của đất nước Việt Nam, nhưng mà nó đặc biệt hơn là miền Tây, chiều cao 716 m. Và trong đó gọi là một cái núi cấm, tức là cái núi này nó có mang hai cái danh từ thời năm 1802, sau khi Gia Long lên ngôi, và sau đó thì ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đánh đuổi, cuối cùng ông mới ẩn vào trong này. Có cái tên thứ nhất là núi cấm, tức là đây là vị vua Gia Long, là vị vua nhà Nguyễn đầu tiên vào đây, cho nên tất cả ta không cho người dân lên đây, núi cấm. Và có cái tên thứ hai là cái núi gấm, tức là ở xa xa mình nhìn về đây chiều cao 716 m, nhìn thấy chiều cao rất là đẹp, giống như một dải gấm dốc, cho nên có cái tên thứ hai là núi gấm. Dạ. Nhưng đặc biệt hơn một điều nữa là cái núi này hấp thụ, tại vì khí thiêng liêng sông núi nhiệm màu ung đúc giống anh hùng giang muốn biển, hoặc là sơn bất tại cao hữu tiên tất danh, thủy bất tại thâm hữu long tất linh. Núi không cần cao, nếu mà trên non có tiên là núi có tiếng. Nước không cần sâu, nếu có rồng là nước linh. Vậy thì đất nước Việt Nam chúng ta ở dưới có dòng sông Cửu Long hiền hòa dịu mát, ở trên có dải Thất Sơn, gọi là Thất Sơn bảy núi nằm kề, khi đi cứu bệnh, khi về bình an. Như vậy thì ở trên núi Thiên Cấm Sơn này, đặc biệt là có một điều là những vị tu sĩ tu lâu năm ở đây rất là nhiều. Thì hôm nay nhân cái dịp xuân về, hôm nay là ngày 18 tháng Chạp, niên Canh Tý, xuân về không biết nói gì hơn, gửi cho quý vị cũng như là cúng dường cho toàn thể cô bác và chư đồng đạo ở trên non núi này. Đó là một đại diện cho một sứ giả của Như Lai. Ở bên ngoài gọi là chiến sĩ để phò vô giúp nước. Hồi xưa thì gần đây là đem xương trắng máu đào điểm tô tổ quốc quê hương. Đó là những người anh hùng hiện tại. Còn nếu nói về cái người tu, quý vị, đó là sứ giả của Như Lai. Hàng ngày tuy rằng không có làm gì, nhưng mà lúc nào cũng đang canh cánh để quánh giặc gì? Giặc tham, giặc sân, giặc si.
và cố giữ lại, giữ thành trì. Thành trì đó là nội tâm, thành trì đó là tu tỉnh, thành trì đó là giác ngộ. Quý vị lúc nào luôn luôn cũng giữ thành trì đó, hàng ngày lúc nào cũng vậy hết. Đó là một sứ giả của Như Lai. Và chúng tôi không biết nói gì hơn cái ngày xuân về đó. Trước là cầu chúc tinh thần cho toàn thể quý vị được thân khỏe và tâm an. Và bên cạnh thì những nhà mạnh thường quân đã gửi cho toàn hậu một chút ít để cho cúng dường cho toàn thể quý vị, đó một món quà lì xì trong năm mới vậy ha. Và đó là chị Ngọc Cẩm gửi 1 triệu, chị Dung ở quận 2 gửi 1 triệu, và anh Trường Giang gửi 2 triệu, và chị Ngọc Mai gửi 500, và sau đó có anh Hoàng ở Long Xuyên gửi thành hậu 10 triệu để gửi toàn thể quý vị mỗi một vị là bao thư là 300 ngàn. Vậy thì mong quý vị mình nhận đó là tấm lòng thành của quý vị mạnh thường quân. Thành hậu là một dấu gạch nối để cho quý vị mạnh thường quân để cùng với quý vị để chia sẻ. Và bên cạnh có một người bạn nữa nãy giờ quên giới thiệu là Châu Phú. Ở Long Xuyên là vị mạnh thường quân chứ không phải là Châu Phú ở đây. Và Châu Phú ở Long Xuyên cũng gửi cho quý vị mình mỗi một vị thì chắc cũng có bánh quà về đây để gieo duyên. Nhớ quý vị mình sau này có đắc đạo đó, trở lại giờ mấy anh em tôi dùng nhiêu thôi. Vậy ha. Và một lần nữa trước khi dứt lời cũng không biết nói gì hơn, thầm nguyện ơn trên chư Phật mười phương qua linh tổ thầy cùng các đấng trăm quan chư vị chiếu diệu hộ trì cho toàn thể chư quý vị mạnh thường quân và toàn thể quý vị ở đây được thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành và tinh tấn tu hành cho đến ngày đức thầy trở gót. Lễ phép kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta cũng được lắng nghe đôi đời lời tâm tình cũng như báo cáo cái chương trình thông qua đại diện cho Mạnh Thường Quân, Lạnh Tuấn Dũng và anh Thành Hậu, cũng là thông qua cái nội dung chương trình các phát quà qua những cái phần tịnh tài bằng cái tấm lòng cái tình thương hết sức là trang hòa. Và giờ đây thì liên tục cái chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chú Hai Mai đại diện cho âm trại nơi đây sẽ có vài lời phát biểu cùng với tất cả Mạnh Thường Quân cũng như bà con mình. Xin trân trọng kính mời chú. Nam mô Phật. Tôi đâu biết nói gì, nó nên niệm Phật từ rồi đúng không? Niệm Phật từ rồi. Nói vậy nó quen. Cảm ơn. Ấy giờ có chú Hai là muốn nhắc nhở quý bà con đạo ra là nên niệm Phật đó. Niệm Phật cho nhiều dòng. Để liên tục theo chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Quân Dũng, tu sĩ Dũng sẽ có vài lời đại diện cho tất cả huynh đệ đồng đạo tu sĩ cư sĩ ở miền núi này, những người được nhận quà sẽ đại diện để rồi có vài lời cảm tạ đối với tất cả bà con Mạnh Thường Quân trong cái chương trình của buổi cấp phát quà hôm nay. Xin được trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa chú Hai, tục gọi chú Hai Mài, đại diện cho am trại ở trên núi, cũng là một cái nơi, là một cái điểm cho tất cả các Mạnh Thường Quân trở về đây để mà trợ giúp cho gieo duyên cho chư đồng đảo nơi đây. Sau kính thưa các Mạnh Thường Quân, cuối năm cũng bắt đầu sang năm mới, mùa lạnh, lạnh giá gió buốt, chư đồng đảo chúng ta được và Mạnh Thường Quân được tặng cho chư quý vị, mỗi một vị đồng đạo, mỗi một cái am cốc ở trên núi được cái mền đem lại cái ấm áp, thay thế giống như một món tinh thần để đem lại cho chư đồng đạo có sự ấm áp và cố gắng tu. Được giới thiệu, chúng tôi thay mặt cho chư đồng đạo nơi đây nhận những phần quà và lời cảm tình của chư quý vị để đem những cái phần quà trợ duyên cho các am cốc ở trên núi này. Và cũng hứa hẹn cũng chư quý vị ở nơi đây nhận một phần quà này cũng khi đem về am cốc của mình cũng cố gắng mình tu tập để đền lại cái công ơn trong muôn một. Và thay mặt cho chư đồng đạo chúc phúc cho các Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, an lạc, gia đạo bình yên và tốt đẹp trong cuộc sống, may mắn trong cuộc đời và an lạc của trong mai hậu. Và nếu một ngày của ngày nào đó của các chư đồng đạo tu mà có học đạo hoàn toàn, đắc đạo trở lại cứu giúp chúng sanh, một lần nữa luôn chúc phúc cho thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình thì chúng tôi xin trọng giới thiệu anh Châu Phú sẽ có vài lời phát biểu trong cái buổi cấp phát quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay được đồng hành cùng anh Tuấn Dũng và anh Hậu quý vị. Thì Châu Phú cũng đồng hành là cái món quà là chị Minh xin gửi cho chư đồng đạo và tu sĩ ở nơi đây. Thì một phần quà là bánh để ăn Tết.
cũng chúc cho quý đồng đạo ở đây có nhiều sức khỏe và tinh tấn để tu tập tốt hơn nha quý vị. Dạ. Con xin chân thành cảm ơn đối với tất cả quý vị, nhất là các vị nhịp cầu nói như anh Tuấn Dũng, Thành Hậu cũng như anh Châu Phú. Thì vừa qua thì cũng có những cái lời rất là chân thành để rồi chúng ta cùng đồng hành để góp sức với nhau trong cái công tác từ thiện xã hội, góp sức cho gieo duyên lành đối với tất cả bà con đồng đạo cư sĩ ở miền núi này. Một lần nữa thì chúng tôi xin chân thành gửi đến lời tri ân nồng hậu tốt đẹp đến với tất cả bà con mạnh thường quân gần gũi xa đã trao những cái tỉnh tài trong cái phần quà hôm nay này, để rồi huynh đệ đồng đạo vui xuân đón Tết trong cái tinh thần an lạc tự tại để tiến tu giải thoát. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây chương trình cấp phát quà như sau, thì chúng ta sẽ thực thi mỗi một vị nhận một phần quà gồm có gạo, mì, mền, bánh và mỗi một vị là cái hai cái bao thư, mà hai cái bao thư là tổng giá trị khoảng 600.000. Mình đi đi. Rồi để gạo đi. Rồi đi tới luôn đi, phụ chúng ta đang cố gắng đi qua nhẹ lên đi nha. Đang quay đó. Cố gắng đi nhẹ qua đây cái đi rồi. Cho nó đẹp đó. Qua thôi. Đi nhẹ nhẹ thôi đi. Dạ nhẹ thôi cho nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chúc sư cô nha. Dạ. Chúc sư cô và sức khỏe nha sư cô. Dạ dạ dạ. Con chưa khó con bọc qua đi. Con thứ tự luôn. Rồi. Đâu. Rồi tới luôn. Chỗ không nổi. Dạ dạ. Cô để xuống đi. Cô để nó đi. Chưa có đi làm qua đó. Dạ. 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 Bây giờ cô bưng nó đi rồi chút mới trả lại. Nặng lắm. Rồi được. Dạ. Rồi cô nhận bao thư. Dạ. Trả bằng quà. Dạ. Dạ nó mua cho đặc biệt. Rồi hưởng thơ luôn. Dạ nó mua cho đặc biệt. 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 Chị cho cái miếng.
đổi gấp này Nam Mô Di Đà Phật. Nó có tên ông Phan đây là có Mô Di Đà Phật. Hay là Mô Di Đà Phật. Còn nữa hả?
ảnh ảnh cán bộ phải sao đâu. Rồi thêm nữa được. Rồi vậy là xong rồi phải không? Rồi xong rồi. 1 2 3 4 5 phần. Còn 5 hành nữa. Rồi đó. Rồi giờ đó giờ nhét con Hương vô đây đi, đừng hồi nó mấy con này. Đây nè, mấy con này phải không? Nó bộ. Này nó bộ. 7 ông 2. Rồi tôi nhúng để nhét vào thôi vô ảnh đi em. Còn lại 5 phần này thì một chút xíu nữa các tôi sẽ đóng sau hơn 7 phần sau. Đại diện ông 2 làm sao? Đại diện ông 2 làm các phần này rồi những tôi sĩ vậy mà đi không được. Đến tuổi mình nói cái phần này em tuổi đi. Hôm nay thần hậu đến đây trước là thăm chú hai, sau là thăm vấn đề mới, con không biết nói sâu hơn thì đây con xin gửi cho chú hai món quà. Nam mô A Di Đà Phật. Chú hai quan hỷ nhận cho con. Rồi, rồi bước qua năm mới thành hậu không biết nói gì hơn, cầu chúc cho Thanh Hòa được tinh tấn nhiều hơn và đó một đây là một món quà để gửi cho Thanh Hòa để chúc mừng năm mới và được thiện sự dưới. Xin chân thành đa tạ, chúc cho hai ông bạn chúng dũng và thành hậu hang luôn gắn chặt để liên kết làm nhịp cầu để góp sức giúp đỡ cho bà con đồng đạo ở miền núi nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn Na Di Đà Phật. Cảm ơn nhiều. Xong đây thì xong rồi. Rồi lấy cho anh em tôi cái. Nó nói chuyện. Rồi. Dạ kính thưa cùng toàn thể quý vị, thì suốt một thời gian qua và thành hậu và anh Tuấn Dũng để cùng nhau chương trình thiện nguyện. Thì thật ra cái chương trình này thì Thành Hậu cũng nhờ anh Tuấn Dũng để hướng dẫn làm. Thì cái như cuối năm vừa là tri ân của Thành Hậu đối với anh Tuấn Dũng, thành thật đáy lòng mình cũng xin chân thành cảm ơn anh Tuấn Dũng đã trợ duyên hỗ trợ cho Thành Hậu một thời gian qua. Và những cái kiến thức nào mà Thành Hậu không biết thì anh Tuấn Dũng đã hỗ trợ cho mình là tri ân. Và hôm nay anh em được hợp tác với nhau, cùng với nhau để đến đây và trợ duyên cúng dường cho quý vị tu hành. Thôi thì cuối năm cũng không biết nói gì hơn, xin cầu chúc cho gia đình anh được một năm mới và tấn tài, tấn lợi, tấn bình an. Còn riêng anh là tấn tu, tấn tiến và tấn sanh niết bàn. Thành Hậu chân thành cảm ơn anh Tuấn Dũng rất nhiều. Cảm ơn bạn ca sĩ Thành Hậu rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, thì chương trình buổi phát quà tại Lâm Viên Núi Cấm của chú Hai Mài sáng nay, Tuấn Dũng và Thành Hậu thay mặt hai người bạn thường quân đã đến đây. Rất nhiều bạn thường quân. Vâng, thưa quý vị, chương trình buổi phát quà sáng nay tại Lâm Viên Núi Cấm của chú Hai Mài được sự hỗ trợ của các anh chị em mạnh thường quân đã trợ duyên cho Tuấn Dũng và Thành Hậu đến đây đã phát quà và đã được hoàn tất. Một lần nữa anh em chúng tôi xin cảm ơn và tri ân tấm lòng của tất cả quý vị, luôn cầu chúc cho quý vị bước sang một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài. Và một lần nữa quý vị hãy thương mến và ủng hộ cho kênh của Tuấn Dũng và khi kênh của Thành Hậu chú sĩ được một cái tinh thần để mà anh em chúng tôi sẽ làm những việc giúp ích cho đời, cho đạo pháp cũng như là những người khó khăn, những người chiến sĩ. Thì một lần nữa anh em chúng tôi xin chào tất cả vị nhé. Hôm nay còn lại vị và những giới thiệu.